Hôm nay là cô chuẩn bị nghèo với bọn em rồi. Em đang làm cái chó mèo gì vậy? Không cho em tiền em sẽ làm tiếc. Thôi dừng đi cô, cho 100 củ. Nice. Thiên linh linh địa linh linh bộ phận, ông đi qua bà đi lại cho con xin 100 củ. Xin em đó mau dừng lại đi kẻo vỡ đầu. Thiên linh linh địa linh linh bộ phận, em chúc cô sống dai như địa sống khỏe như trâu như bò. Từng này đủ cho em dừng chưa? Good job. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7. Im mồm và cầm lấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tất cả là của em hết. Thank you Chu Cà Mau. Cả lớp đang làm gì đấy? Xin chào cả lớp. Ôi thôi chạy lẹ. Tôi là thần đền anh Li Ba Ba, tôi sẽ cho mỗi người một điều ước. Tôi ước thanh kiếm này sẽ biến thành đĩa bay để tôi cưới. Thiên linh linh địa linh linh, uống bà là si bùa. Còn gì tuyệt vời hơn khi được bay như này? Thông báo hết pin, hết pin. Của này nhận thật rồi. Cuối cùng cũng sửa xong cái mái tôn. Thần đền ơi, con ước rào cả rốt này tặng hình, bởi vì con không muốn ai thấy. Điều ước này quả là rất khó thực hiện. Thiên linh linh địa linh linh, uống bà là si bùa. Cảm ơn thần đền đẹp trai. Ở đâu mất tiêu rồi? Con ước chiếc dao cả rốt này biến thành chiếc iPhone 100 cờ dù mắc. Thiên linh linh địa linh linh, uống bà là si bùa. Chiếc iPhone siêu xịn đến từ tương lai. Cô ơi, cô cũng ước đi. Được rồi, tôi ước tài khoản ngân hàng tôi được cộng nhiều tiền. Thiên linh linh địa linh linh, uống bà là si bùa. Ngân hàng thông báo, bạn đã nợ 400 củ thành công. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học cách đối đầu với cây ăn thịt. Mời Peta nói trước. Thưa cô, nếu em mà gặp cây ăn thịt là em sẽ chuồn lẹ. Em làm cô thất vọng quá. Các bạn xem video không bấm like bây giờ. Hai, đùa tí thôi, giờ mới là thật. Cái cây ăn thịt khốn kiếp này. Người muốn đăng xuất hả? Mau tiếp chiêu của ta đi. Con lợn mày cho tao ăn cái chó gì mà giờ tao bị Tào Tháo đuổi rồi. Đến em sẽ dùng khẩu đại bác hét sọt đó. Cây ăn thịt khốn kiếp đỡ này. Như muỗi đốt cột điện, chả đau tí nào. Như này đủ đau chưa? Đứng rồi. Chung cuối sẽ không bao giờ làm anh em thất vọng. Thằng nhóc này chán sống hả? Ngươi chỉ được cái mõm là giỏi, ngon thì cắn yêu tao phát đi nè. Có ai đoán được tiết học hôm nay là gì không? Hôm nay chúng ta sẽ học cách đối đầu với Shikibi đi toilet. Cái toilet dùng để ẻ, tại sao lại phải đối đầu với nó? Cái này không phải là bồn cầu để ẻ, mà nó là người bồn cầu đó em. Con heo này lại muốn đi chầu trời đây mà. Im ngay cái đồ xấu xấu bẩn bẩn thối thối này. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tiếp chiêu của ta đi. Wow, bạn tép ta ngầu quá nha. Khứa này lại liều nữa rồi. Ê Shikibi đi toilet ơi, tôi buồn đánh rắm quá. Vãi trưởng, thằng này biến thai à. Thôi xong, nước này có vị hơi mặn. Phải dạy cho nó một bài học nhớ đời. Tha em đi anh ơi, em mệt mỏi lắm rồi. Á đủ dám lươn lẹo à. Đã đến lúc bổn cô nương ta xử đẹp nó. Dịch vụ massage miễn phí hả? Sau bao nhiêu kiếp nạn, hôm nay chúng ta sẽ học vẽ. Cô ơi, em vẽ con cá mập như này đã đủ giống chưa ạ? Xấu quốc vậy, có lẽ em không hợp với môn vẽ này. Cô mình thấy Peppa cũng vẽ đẹp mà, bạn nào thấy đẹp cho một like nhé. Cô ơi, như này đã đủ đẹp đủ ngầu chưa? Môn vẽ sinh ra không để dành cho em. Một bức tranh vừa đẹp vừa có thể cử động. Cử động sao? Nó chả có tác dụng gì. Cô ơi, chấm điểm hộ em bức tranh con rùa với ạ. Sao lại nói là con rùa? Cô thì thấy nó giống một que kem đậu xanh hơn. Ba mẹ à, đây là toàn bộ số tranh con đã vẽ ở lớp. Con vẽ nhiều vậy, tại sao không vẽ ba một bức? À, để con vẽ cho. Ngày hôm sau. Ủa, các em có bức tranh gì vậy cho cô xem thử. Đây là thằng éo nào mà xấu quốc vậy? Khi bị người lạ bắt cóc, các em sẽ làm gì để được cứu? Mời Peppa báo thủ trả lời. Nếu em mà bị bắt cóc, em sẽ cố tình làm rơi dao cà rốt. Nếu người nhà mà nhận được thì họ chắc chắn sẽ biết em bị bắt cóc, sau đó sẽ đến cứu em. Đứa nào ngu si mà vứt hết mấy cây dao cà rốt này vậy? Thật là ngốc.
Rồi vậy là giải cứu dữ chưa? Cây dùng bạn thét ta quá, em mà gặp bố bạn ấy em sẽ cho một trận ngay. Còn em sẽ không làm vậy, em sẽ viết chữ cứu tôi vào dao cà rốt, sau đó cố tình cho bố kết ba nhặt được. Ủa đứa nào lại viết chữ hello thế này? Bố Peppa có vẻ không hợp tác với chúng ta lắm. Để em ra nói chuyện đàng hoàng với bác ấy. Này bác, tại sao lúc nãy bác lại không cứu con gái của bác là Peppa? Ủa, kệ nó chứ. Bị bắt cóc là việc của nó chứ có phải việc bác đâu. Vậy thì tôi xin nhé. Các em, hôm nay chúng ta sẽ mở hộp quà bí ẩn. Mỗi bạn sẽ được lấy một đồ vật bất kỳ trong hộp này. Để em mở trước. Wow, là găng tay người nhện. Em sẽ dùng nó để leo cây. Em là một người may mắn. Chúng của là cái chắc rồi. Chúa phù hộ con. Ngon, là móng vuốt cà rốt. Mình sẽ dùng nó để cưa đổ cái cây này. Ha ha. Mấy bạn này ăn gì mà khôn dữ. Cái này trông lạ quá. Chơi kiểu gì thế nhỉ. Ôi thôi bấm đại cái nút vậy. Mọi người bấm đăng ký để bà chủ may mắn này mở quà nào. Đứa nào không bấm like thì coi chừng bà mày nhé. Kha kha. Các em chỉ được chọn một trong hai thứ này để sống sót trong sa mạc. Các em sẽ chọn cái nào? Chỉ có con nít mới lựa chọn, còn em là lấy tất cả. Đen xì xì em chọn cái nào? Em chọn chai nước, em sẽ uống hết số nước trong chai. Sau nữa? Sau đó em sẽ tè vào chai giống. Để làm gì? Làm vậy em sẽ có một nguồn nước vô tận không lo chết khát. Còn em thì sẽ chọn dao cà rốt. Em sẽ làm gì với nó? Em sẽ dùng dao cà rốt để đào mạch nước ngầm. Khứa này thông minh nha. Rồi em sẽ khịa bạn đen xì xì. Thay vì chọn hai cái kia, em sẽ chọn dao cà rốt khổng lồ. Múc nước thật nhiều rồi sẽ không lo khát nước. Cô ơi, nếu bỏ dao cà rốt vô lọ thì sẽ gọi là một đồ vật thôi đúng không ạ? Đố các em biết đây là hình gì, bạn nào trả lời đúng cô thưởng một rách. Đây là Robo trái cây. Đúng rồi, đây chính là Robo trái cây mà. Sai, đáp án là Robo heo Peppa. Bị chôn rồi, thật là ảo ma Canada. Đừng nói nhiều nữa, đoán đi đây là hình gì. Sói xám chắc luôn, lần này là sói xám, không lệch đi đâu được. 100% là sói xám, không phải thì tôi ăn chu bin. Sói bét, đáp án là mèo đen. Hình này khá dễ gai đoán được không? Là một chàng cao bồi, đúng, cao bồi. Cao bồi là cái chắc. Sai hết, đây là Doraemon nhá. Cái này dễ nè, chắc ai cũng biết hết trơn. Ha ha, đây là hình của em mà. Đúng rồi, đây là hình của Peppa. Không thể nào sai được, các bạn xem video có thấy giống Peppa không? Không phải Peppa nữa thì chịu luôn. Cái lũ ăn hại này, đáp án là SpongeBob mà. Toang thật rồi các em, chả hiểu kiểu gì mà chúng ta lại ở đây. Ai có cách nào để ra khỏi đây không? Em có cách rồi cô à, dùng dao cà rốt làm thuyền. Rồi cứ thế ra khỏi đây thôi, tạm biệt mọi người nha. Chuyện gì khó, có em này lo khà khà khà. Bye mọi người, tớ về bú sữa mẹ đây. Em có ổn không đấy, lo quá. Yên tâm cô ạ. Đừng quá lo lắng, vì đã có tớ ở đây, tới giờ thể hiện rồi. Lại thêm một nạn nhân nữa chuẩn bị đăng xuất. Cô đang làm nhảm cái chó gì đấy? Đấy mình nói có sai đâu. Ôi có cứu trợ, cứu tôi đi làm ơn. Vãi cả trường cái trực thăng bị gì thế này? Peppa em mau bắn súng tạo tín hiệu để trực thăng phát hiện ra mình đi. Ông kê cô ơi. Ông biết cháu là một người rất dũng cảm và mạnh mẽ. Cháu có điều gì muốn nói với cô giáo và các bạn không? Một lời tạm biệt hay gì chúc chẳng hạn. Oh no. Không muốn nói chứ gì. Vậy là hết cơ hội rồi. Xin vĩnh biệt cụ. Đây là tên lửa. Ai muốn thử sức với nó không nè? Chịu luôn, cháu sợ muốn ẻ ra quần rồi. Để cháu. Vậy thì trèo lên đây nào. Lại thêm một sinh mạng nhỏ chuẩn bị đăng xuất.
Ông ơi, cháu nó còn nhỏ, ông tha nó đi, đừng lãng phí một thiên tài. Hồ số cậu bé này không thể đăng xuất được, cụ yên tâm. Con nhỏ mà đi gặp các cụ rồi. Chắc là không sao đâu. Oh my god. Hôm nay chúng ta sẽ học cách vắt sữa bò. Cách vắt thì rất đơn giản, chỉ cần làm thế này là xong. Các em chú ý đừng có mà tưởng tượng như vắt sữa mẹ nhé. Xin mời Peppa vắt trước. Ơ, con bò này tại sao lại không có vếu? Còn con bò này thì lại có. Hai con khác nhau về giống đực và giống cái mà. Vậy con bò đực thật ăn hại chả được tích sự gì. Tao là bò đực chuyên giao phối với bò cái. Mày nói tao ăn hại là sao? Hả? Em mau đi vắt sữa đi. Bò ơi bò, ngoan, hãy cho ta thật nhiều sữa. Ơ, cái thằng này ai cho mày vắt sữa tao? Bò đực ơi, bình tĩnh, mọi chuyện không phải vậy đâu. Voi con, giờ đến lượt em đó. Ô, lần này có vẻ không bất ổn lắm. Này, cô lại bày ra trò mới, đó là kiểm tra cặp của các em. Để xem có gì trong đó không, cô còn lụm về nhà. Hai, để xem chiếc cặp màu hồng này có gì nha. Peppa, em mang theo cái bánh quy để làm gì hả? Em mang đi là để đề phòng lúc đói có cái để ăn chứ còn gì nữa. Mùi vị nó ra sao, ngon không? Ờ thì, cái bánh quy này ăn ngon giống như bánh quy. Em rất thích ăn bánh quy, vì bánh quy là bánh em thích nhất. Thôi, tiếp tục với chiếc cặp màu xanh. What? Mang theo sô-cô-la làm gì? Cô đoán đi, em mang nó theo có tác dụng gì? Ai mà chả biết, sô-cô-la thì mang theo để ăn thôi. Bạn nào thấy đúng cho cô một like. Cô còn non và xanh lắm, em mang theo để làm thước kẻ thôi mà, ha ha. Đầu óc để đâu vậy? Sô-cô-la để ngoài nó sẽ tan hết chứ, thật là ngốc. Tiếp theo là chiếc cặp màu cam. Ua, cái cặp này mang theo dưa leo sao? Vậy thì còn thiếu dầu ăn nữa. Ôi giời ơi! Cô lại suy nghĩ bậy bạ gì thế hả? Trong đầu toàn là ăn ba tô cơm thôi. Thật là vãi chưởng, vậy trái dưa leo nó có tác dụng gì? Trái dưa leo có tác dụng dùng để đắp mặt nạ giúp làm đẹp da. Cô đừng có đen tối nữa, trông sáng lên nha, khà khà khà. Em là một thiên tài, xứng đáng được 100 người đăng ký. Năm nay cô sẽ cho em danh hiệu học sinh xuất sắc. Không lòng vòng nữa, chiếc cặp tiếp theo. Cái đậu xanh, thật là khó hiểu, tại sao lại mang nguyên của sầu riêng? Đừng nói là mang để đắp mặt nạ nhé. Cô đã để lộ mí mật của em, cô là đồ khốn lạ. Em đã để trong cặp rồi mà cô vẫn lôi ra. Chỉ là của sầu riêng thôi mà, bí mật cái chó gì chứ, vãi đạn thật. Cô thật độc ác, cô là kẻ phá hoại tuổi thơ. What? Là sao? Tôi cần các bạn giải thích hộ tôi. Cô cho các bạn đi theo tôi, nhớ là đừng đụng vào thứ gì nhé. Cái bình có giá trị bao nhiêu vậy cô? 400 củ. Tận 400 củ đó. Ngu như chó. Viện bảo tàng có phải là nơi giữ các đồ nhặt từ bãi phế liệu? Không phải, viện bảo tàng là nơi giữ các đồ quý hiếm và đắt tiền đó. Vậy là ở đây toàn đồ hiếm. Cô bé, đây là khối sắt nặng 1000kg đó. Cả thế giới chả ai nâng được khối sắt nặng 10000kg này. Cô bé này éo phải con người, nó là một con quái vật. Nó có sức mạnh phi phàm, nó không nên thuộc về thế giới này. Hello các bạn, lại là cô trò mình đây. Hôm nay chúng ta lại báo gì nữa đây cô? Hôm nay chúng ta sẽ học về loài voi. Wow. Ơ con voi này mày nhìn đều tao à, mau cút đi. Á đù, sắp chìm xuống rồi hả? Ném đá cho nặng thêm để chìm dễ hơn luôn. Mày đi cái chỗ. Cô ơi, làm sao để cân một con voi to đến như vậy? Đơn giản mà, chúng ta chỉ cần để 4 cái cân dưới 4 cái chân của nó. Và thế là sẽ biết khối lượng của voi. Cách để cân voi đúng cách là dùng bập bênh. Cả đám chúng ta một bên, voi ở một bên. Nếu hai bên cân bằng thì suy ra cân nặng voi bằng cân nặng chúng ta. Vào việc nào? Thằng nào nghĩ ra cách này thằng đó thật thông minh. Thông minh hết chỗ nói luôn, hu 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 hu.